cứ nói luôn là một nỗi sợ của tất cả anh em khi ăn kiêng. Chưa kể vậy, đặc biệt là năng lượng sẽ luôn xuống thấp. Uể oải, đây mới là cái sự ảnh hưởng đến công việc lẫn cuộc sống của mọi người khi ăn kiêng này. Và đặc biệt đấy, với những ai áp dụng cái chế độ ăn ít calo hơn vào ngày nghỉ như mình, đã ăn ít hơn rồi lại còn không được đi tập để quên đi cơn đói. Vậy thì mình đã làm gì trong một ngày nghỉ không được đi tập để có thể giảm tận 20 cân liền và đạt thể trạng khô nhất của mình từ trước tới giờ mà vẫn có thể phát triển công việc của mình tuyệt vời? Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em thấy từng khung thời gian trong ngày, cách mình chia công việc ra sao, kiểm soát cơn đói như thế nào và diễn biến tâm lý một ngày ra sao. Chắc chắn 100% sẽ giúp anh em không những vượt qua những ngày năng lượng thấp như thế này mà còn phát triển tốt vượt bậc. Nên anh em xem hết nha. Hello anh em. Chào mừng anh em đến với một vlog mới. Chào mừng anh em đến với một ngày mới. Ngày mới của mình bắt đầu từ 23h48 của ngày hôm trước. Anh em thấy là đây là chỗ mình ngủ ngày hôm qua. Ngủ ghê anh em ạ. Đó, như mình đã nói rồi, cái giấc ngủ hiện tại của mình ấy, nó thật sự hơi tệ một chút. Đấy là mình ngủ từ 7 giờ. Thực là lên giường từ 7 giờ. Và cũng không phải lên giường ở đây đâu nhé, mà đó là mình ngủ ở phòng thờ. Và tầm vừa đến tầm 9 giờ vợ mình còn chưa ngủ anh em ạ. Mình đã dậy mình rồi. Bây giờ là lên giường ngủ phòng thờ. Tại vì phòng ở dưới đây là để cho vợ con mình ngủ. Và bình thường ấy, mình sẽ luôn luôn dậy dậy để mình đi vệ sinh và xong rồi mình quay lại phòng thờ ngủ. Nhưng phòng thờ thì nó sẽ đỡ ổn hơn. Để đang phải đắp ga này, để không biết gấp lên nào. Nhưng mà hôm nay bố mình ra thì mình muốn để chỗ đấy cho bố ngủ ấy. Nên là lúc vào 9 giờ mình dậy giữa giấc để mình đi vệ sinh thì mình xuống lên này. Bởi lẽ lúc đấy là bác cũng ngủ rồi nên là ok, đó nó đỡ hơn đấy. Chứ nếu mà ngủ ở đây từ lúc đầu thì có mà chắc bác có lẽ phải vỡ mùng. Nên chúng ta bắt đầu một ngày mới đấy, đúng nghĩa một ngày mới luôn. Thế đáng lẽ giờ quay với anh em vẫn chưa được 12 giờ này. Thôi, nhưng không sao. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công việc đầu tiên. Anh rằng là mặt cần một cái đá. Alo, alo, anh em nghe rõ. Rồi, công việc đầu tiên sáng nào của mình cũng sẽ là xuống đây tập posing. Tại vì trong thời gian gần đây là bây giờ hôm nay là còn 25 ngày nữa là đến ngày mình thi đấu rồi. Nên đấy, mỗi ngày mình đều sẽ phải tập posing ít nhất 2 đến 3 round để làm sao mình quen với cách posing. Và thực ra nó rất cần thiết đối với những anh em nào thi đấu để tập luyện những cái posing này thật sự chắc chắn và cũng rèn luyện cơ thể lực để làm sao mình chiến nhất. 0:35. Chính vì hôm nay là ngày nghỉ nên là mình sẽ phải có một phần cardio 35 phút. Mình chọn nó làm ngay từ đầu ngày bởi vì mình muốn khởi đầu một ngày mới bằng xong cái công việc nặng nhọc nhất của một ngày. Trong khi mình cardio nha, mình thường hay nghe xem podcast này để mình tiếp thu được một kiến thức và mình sẽ luôn luôn track cái nhịp tim của mình trong khi cardio này. Cách mà mình thường cardio ấy, đấy là mình sẽ chọn một cái mức độ nặng khoảng tầm 80% của cái máy đạp xe, xong mình cứ đứng lên rồi mình đạp, tại vì nó nặng ấy, nên là chúng ta chỉ phải đạp tốc độ chậm thôi, cái nhịp tim của mình nó cũng đã lên đủ rồi. Và mình sẽ đạp như vậy, nhắm mắt tai lắng nghe podcast và tận hưởng trong vòng 35 phút. Và xong 35 phút đấy thì bây giờ mình sẽ đi bộ. Ở đây là không phải là để cardio, mà đi bộ ở đây là vì mình có mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày. Đấy, ngoài cái việc cardio đề ra thì mình sẽ đi bộ với tốc độ 4 cây trên giờ trên máy chạy này. Sau khi mình đã đi xong 35 phút cardio kia 4 km/h trong vòng 50 phút thì nó sẽ cho mình khoảng được tầm 5.000, hơn 5.000 từ đấy. Và chúng ta xuống ăn sáng. Chúng ta quay trở lại với bữa sáng siêu ngon của mình. Ngửi thôi đã thấy thơm rồi anh em ạ. Sau khi mà mình tập xong chạy xuống tắm rửa và thưởng thức bữa sáng, cái mình thấy nhá, cái routine của mình khi mà mình luôn luôn hoàn thành
đạp xe này hay cả rất là nhiều số step ngay từ đầu ngày ấy. Nó giúp cho mình một là hoàn thành rất nhiều cái công việc liên quan đến tập luyện ấy. Đấy, bây giờ ví dụ một ngày mình cần làm 35 phút cardio và 10.000 bước trong ngày nghỉ, thì bây giờ mình đã xong gần như là 2/3 chặng đường rồi đúng không? Là xong 35 phút cardio, 5.000 step, mình chỉ còn 5.000 step nữa thôi là xong rồi. Mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Và thứ hai là đây mình xuống này, mình tắm xong phát mình lên khoan khoái, bây giờ mình ăn sáng ngon hơn rất nhiều vì nó đói. Chứ bình thường ấy, giống như kiểu mọi người sinh hoạt và kể cả bản thân mình ngày trước ấy, dậy vội vội vàng vàng đi làm, đi học xong kiểu cảm giác nhỉ, nó rất thiếu năng lượng. Nhưng bây giờ mình ăn vào, ôi, vừa thưởng thức bữa ăn, vừa có năng lượng, mà kể cả đấy, cái giấc ngủ, tuy là giấc ngủ nó không được tốt, nhưng cái routine, những cái gọi là hành động vừa rồi giúp cho mình để máu bơm vào, cái cả tí nữa mình sẽ làm việc rất là hiệu quả. Còn đấy, bữa sáng của mình luôn luôn là bữa mà mình rất enjoy, trứng, thịt sông khói. Nhưng mà mình phải ăn thêm bánh mì. Thôi, hôm nay không phải bị đồ ăn uống, nhưng mình không hành hạ anh em nữa. Nhưng vẫn phải tận hưởng nốt miếng. Mà nếu anh em muốn biết công thức nấu như thế nào ấy, sang video bên này để xem nha. Và bây giờ thì mình sẽ tận hưởng, và tí anh em mình gặp lại nhau. Ok, hình như hôm trước mình chưa giới thiệu với các bạn cách mình uống cà phê đợt này. Ui, mình thề với anh em luôn là sau khi đã phải từ bỏ cà phê sữa, mình tìm ra được một loại thức uống cà phê, cách pha cà phê cực kỳ ngon, mình muốn chỉ cho anh em. Đây nhá, mình vẫn dùng cà phê ủ lạnh qua đêm. Đó, thực ra mình mua mấy cái cà phê cold brew ấy. Đây này, đó, cho một gói vào, để 12 tiếng, 10-12 tiếng. Và cái mình làm bây giờ ấy, đấy là mình sẽ có hai thành phần. Đó là một là cái coffee made, đây là cái bột kem cà phê. Nhưng cái bột kem cà phê này nó rất ít calo, nó vẫn có một chút calo. Nhưng ấy, mình thì thường mình chỉ bỏ 3g vào thôi. 3g. Rồi, sau đó thì mình có đường ăn kiêng, đường stevia. Thực ra thì mình thích dùng đường ăn kiêng này hơn, tại vì mình một là nó an tâm, không calo thật, và thứ hai nó ngọt hơn rất nhiều so với là cái đường hôm trước mình bảo với các bạn là đường quả măng phút cái gì ấy. Nói chung là vậy. Ba gói cũng là 3g luôn nhé, mỗi gói này là 1g. Rồi các bạn có thể lên search ở trên Shopee ấy, cái này là đường Splenda hoặc stevia cũng được, đều là đường nhân tạo, nó cũng giống như các thành phần của trong Pepsi vị chanh không calo ấy. Đó, với cái này nhá thì bây giờ mình sẽ cho thêm đá. Xong quấy đều lại để nắp lại, và anh em lắc đều lên mình đó. Và bây giờ từ cà phê đen ấy, nãy giờ thực ra số này mình lắc rồi, tại vì ở trên kia bố mình ngủ nên mình không muốn lắc, nó ổn đó. Tưởng thức này. Quá là tuyệt vời luôn. Vừa ít calo, vừa đủ uống nhiều. Đấy là hai tiêu chí của mình. Và lại vừa ngon nữa. Quan trọng là chính nhờ cái việc mà mình phải cắt bỏ đi cà phê sữa kia, mình tìm ra được cái chân ái cuộc đời. Và có khi là từ giờ mình không bao giờ uống cà phê sữa nữa, khi mình ở nhà em này cái off season. Bây giờ chúng ta sẽ vào làm việc. Và tips mà mình muốn là cho anh em làm việc ấy, đấy là hãy ăn mặc chỉnh tề một chút. Đó, nó không cần phải là cái gì cao sang, mình khoác là mình một chiếc áo dài tay, không phải mặc áo ba lỗ như lúc nãy nữa. Và đây là góc làm việc của mình. Khi mà mình ngồi vào góc làm việc, mình mặc quần áo như thế này, tự động cái đầu của mình sẽ bảo à, bây giờ đến rồi, tao cần làm việc rồi, và tao sẽ chiến đấu hết mình với công việc đầu óc của tao. Nên mình sẽ có 3 tiếng tới là toàn bộ công sức sẽ dành cho việc làm việc. Và hôm nay chúng ta sẽ check in các bạn học viên một một của mình. Nên chiến đấu. Hello em, cảm ơn em rất nhiều đã check in cho anh trong tuần này nhá. Và trong tuần này thì thực ra là tiến bộ của anh em mình đang đi rất là tốt. Khi bước vào một bữa ăn ấy, nó sẽ sinh ra những cái hormone để giúp em có thể gọi là tiêu hóa tốt hơn và hấp thụ tốt hơn rất là nhiều, và ăn tốt hơn rất là nhiều. Nên cái đấy anh nghĩ rằng là từng bước một có thể tìm một số công thức, hoặc là cần thì anh cũng sẽ gửi em một số công thức để làm sao em try it out, em thử. Đừng ngại, biết là anh sẽ biết em bận và em cũng sẽ hơi ngại, nhưng mà những hôm nào mà nghỉ không về làm việc ấy thì thử một số công thức mới.
để giống thẳng được cái show ấy. Cái đi viral này nó sẽ hơi bị ra ngoài như thế, nên là mình sẽ phải giống người mình một chút như thế nhá. Nên là sợ cái đấy. Tuần này anh nghĩ là rất là thành công rồi, nên là từng bước một như thế, duy trì như thế và chiến hết mình. Anh sẽ gặp lại lần sau, bye bye. Đây là mình làm việc nha, mình đều có cái này chạy này. Đấy là mình bật cái YouTube trên Study With Me ấy. Các bạn thấy là nó gần đến hết giờ này. Đó. Để break, bởi vì mình vừa mới break 10 phút. Mình thấy rất hay ấy. Đấy là kể cả mình có làm việc cái gì, làm việc gì đi chăng nữa, từ ngồi viết những suy nghĩ trong đầu của mình ra hay check in với các bạn học viên ấy, mình đều sẽ làm theo cái Study With Me này. Mấy cái cách học Pomodoro ấy, với cái này là 50-10, có nghĩa là mình sẽ làm việc trong vòng 50 phút thực sự tập trung, sau đó mình sẽ nghỉ 10 phút, và đúng 50 phút mình đang làm cái gì mình cũng sẽ dừng lại, hoặc đôi khi quá thêm một phút cũng ok. Mình thấy cách này nó rất là hiệu quả, nó tái thiết lập cái sự tập trung ở trong đầu mình và nó chuẩn bị cho cái tiết học sau ấy. Tại vì thực ra mình nghĩ rằng cái Pomodoro này nó sẽ giống như kiểu một tiết học mà chúng ta học ở trên trường từ cấp 2, cấp 3 ấy. Khi mà chúng ta đi học cứ 45 phút là chúng ta ra chơi 5 phút này, 45 phút lại ra chơi 10 phút, 45 phút ra chơi 5 phút. Đó, khi mà có các giờ ra chơi như thế ấy, nó cũng là một cái mà khoa học đã chứng minh rằng là nó tái thiết lập cái sự tập trung của chúng ta hiệu quả hơn rất nhiều. Nên anh em có thể áp dụng nhé. Đấy, mình xong một tiếng đầu tiên rồi, 2 tiếng nữa, 2 session nữa. Sau 3 tiếng là coi như não mình cháy hết toàn bộ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lên step. Và bây giờ là step ở ngoài trời. Mình rất thích mình đi được step ngoài trời nhá. Bởi vì một là mình vừa đi vừa nghe podcast, vừa ngắm cảnh. Và thứ hai là mình ở Tech Beach anh em ạ. Nên là mình muốn mọi người thấy được là cái body của mình. Cũng một phần trong những cái động lực để mình có thể đi, đúng không? Mình nghĩ rằng là cái lợi ích khi mà mình đi bộ ngoài trời này nó giúp cho mình thư giãn được rất là nhiều về cái mặt đầu óc. Và mình cảm thấy mình rất là thoải mái ra ngoài, mà đặc biệt là còn phải vào sáng sớm. Bây giờ là mới 6 giờ đúng không? Làm việc xong 6 giờ, sau 3 tiếng làm việc, não cháy. Bây giờ reset lại tinh thần, đi bộ khoảng tầm 50 phút, 1 tiếng. Đúng không? Mình nghĩ 45 phút thôi. Tại vì thường ấy là những ngày nghỉ là mình sẽ đi bộ cung đường dài hơn, bởi vì cái số step còn lại là 5.000 mà. Nên mình có thể sắp xếp được. Và đặc biệt nữa là các bạn nhớ là anh em mình ăn từ khoảng tầm 2:30 đúng không? Và bây giờ 6 giờ rồi thì bây giờ mình vẫn chưa cảm thấy đói lắm. Bởi vì làm sao, nãy giờ là mình từ lúc mình dậy 12 giờ đến giờ là mình đã uống, đây là chai thứ 3 rồi. Và với chai thứ 3 này mình không cảm thấy đói. Và kể cả với đi bộ này mình cũng không cảm thấy đói. Với hiện tại, với khả năng chịu đựng của mình, nên mình biết được cơ thể của mình như thế, nên thành ra mình có thể tranh thủ hoàn thành cái số vận động của mình ấy trong cái lúc mình không đói như vậy. Và trong một môi trường mình không stress, thì khi mà buổi tối mình không phải làm nữa, mà khi không phải làm nữa nó thoải mái hơn rất là nhiều, đỡ stress hơn rất là nhiều. Nên đấy, đi bộ đấy, cũng được, mình đi bộ này đó. À, phải đi bộ. Ồ, thấy rồi, đang đi tắt. À, thôi về rồi, đúng không, đi quay rồi nghe. chín ba bốn một không đi bộ được thì chúng ta về nhà, chúng ta đi bộ trên máy chạy. Thường cái khung đường của mình rơi sẽ khoảng vào 4.000 hơn gì đấy, thì mình sẽ kết thúc cái buổi đi bộ đấy ở tầm 9.500 bước như này. Tại vì mình định muốn để dành khoảng tầm 500-1.000 bước để bây giờ mình sinh hoạt một ngày là xong thôi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ xuống gọi mẹ con Bắp dậy, chuẩn bị đồ cho Bắp và đỡ Bắp đi học, xong rồi về mình sẽ tiếp tục làm việc từ 8 đến 10 giờ. Lúc này mình sẽ làm việc nhiều với các bạn nhân viên hơn, gọi các cuộc gọi với các bạn khách hàng, bởi vì em 8 giờ mọi người mới dậy mà, nhiều bạn ở Việt Nam. Thế nha, mình sẽ gặp anh em vào bữa thứ hai đi. Trời ơi, cái thằng uống sữa này, cô chú ơi. Người mút đi nào, mút. Trời ơi, cô chú thấy sẽ xuống chưa? Con bye bye nào, bye bye nào. Bye. Bye đi. Bye. Cái khung giờ
Từ 8 giờ trở đi ấy, sau khi mà mình đưa con đi về, bao giờ cũng là cái khung giờ mà mình kiểu bắt đầu năng lượng mình đói, mệt xong kiểu đây, bây giờ là 9:45 và mình vừa mới thực hiện cuộc gọi xong với một vài bạn học viên. Và mình cũng quay lại cho anh em để anh em thấy được là cái năng lượng của mình nó bây giờ nó như thế nào. Nhưng mà thực ra nó cũng đã đỡ hơn rồi, bởi vì nếu không có các cuộc gọi đấy thì mình cũng không đang cháy và nhiệt huyết như bây giờ đâu. Nhưng các bạn có thể để ý được là cái tông giọng của mình bây giờ nó cũng nó trầm hơn, nó chìm hơn, nó cũng sẽ mệt hơn. Nhưng cũng như hôm nay mình có chia sẻ với bạn học viên của mình ấy, tất cả những cái gì mà mình đang chọn để làm, từ việc thi đấu, từ việc năng lượng thấp, từ việc hy sinh cái này cái kia, hoặc là đấy, nó đều sẽ phải đến. Đây là tất cả những cái gì mà chúng ta được chọn mà. Được chọn có nghĩa là nó là diễm phúc rồi ấy. Và khi mà đã có cái diễm phúc đấy, nó sẽ luôn luôn có những cái giá mà chúng ta đều sẽ phải trả. Cái giá đến với những cái trách nhiệm đấy. Và cái quan trọng, thực ra mình nghĩ là cái từ trách nhiệm nó sẽ là đến từ cái nào chúng ta dám chấp nhận để mà chúng ta có thể đánh đổi, cho dù đó là việc mà chúng ta cảm thấy đói như thế này. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái cơn đói đấy. Mặc dù nhá, mình thề với các bạn luôn là mình bây giờ thúa tể sắp xếp tất cả mọi công việc rất là tốt, ăn uống rất là tốt, rất là ngon, rất là phù hợp dinh dưỡng và kiểm soát cơn đói rất là tốt. Nhưng đói là nó sẽ đói, chứ không phải là cố gắng đi tìm cách này cách khác tránh đi cơn đói đấy. Không, tại vì cái đấy nó cần phải diễn ra, cái đấy chắc chắn năng lượng nó sẽ đến. Và ok, mình kiểm soát như thế và mình có thể đầy lâu dài như thế, 280 ngày rồi mình không bị cheat thế này kia, không phải mình không bị thèm, mình vẫn bị thèm chứ. Nhưng đấy là mình chấp nhận ok bị thèm, nhưng mình sẽ dình tất cả mọi thứ để mình không bị đệm trộm đến nó, không bị nghĩ đến nó. Nhưng mình vẫn luôn có những cái suy nghĩ đến ngày mà mình thi xong rồi mình sẽ được ăn như thế nào. Nhưng cái đấy là mình, cái mình đang có thể làm được là cái mình chấp nhận. Và kể cả các bạn cũng thế thôi, cái năng lượng thấp này, cái cơn đói này rồi nó sẽ đến. Và nếu các bạn thực sự như những ngày đầu các bạn bảo là em muốn giảm hết mình, em muốn giảm nhanh hết mình, những cái kỹ năng như là ok chuẩn bị đồ ăn này, những cái kỹ năng như các bạn phải cân đo đong đếm này, những cái kỹ năng mà các bạn phải đi tập thường xuyên hơn này, đấy là những kỹ năng đối với các bạn nó là mới, là khó đúng không? Đối với mình nó có thể dễ dàng hơn nên mình có thể dễ làm được. Nhưng nó là cái điều mà các bạn phải chấp nhận, các bạn phải làm thì các bạn mới mong được một cơ thể khỏe mạnh hơn. Thậm chí ấy, kể cả việc mà các bạn sợ là ok có mối quan hệ không tốt với thức ăn này, các bạn phải đi qua một cái thời gian mà các bạn có mối quan hệ không tốt với các bạn để các bạn đặt mục tiêu về body mơ ước đã. Bởi vì cái đấy là cái điều đầu tiên các bạn muốn, và xong rồi các bạn cũng phải chấp nhận một thời gian là các bạn thấy dần cái body mơ ước đấy nó hơi mờ mờ đi, hơi dần dần tăng cái mỡ lên. Để làm gì? Để các bạn ăn uống dần dần cải thiện lại cái mối quan hệ với đồ ăn đấy. Và xong rồi nó sẽ tới cái giai đoạn mà mình rất hay chia sẻ với mọi người, đấy là không cần nhất thiết sẽ phải cố gắng đạt được cái body phần trăm thấp kia để làm cái gì cả. Đó là cái thời kỳ mà khi các bạn thực xác định được là ok cuộc sống này cái gì nó mới là quan trọng với các bạn. Các bạn cảm nhận được cái năng lượng nó quan trọng trong một ngày ra sao. Nhưng nó phải là cái điều mà các bạn trải qua rồi, các bạn phải hiểu hết rồi, các bạn phải cảm nhận được nó chứ không phải chỉ nghe mình nói. Yeah, mình chia sẻ để giúp các bạn hiểu hơn về cái sự chấp nhận đấy. Nhưng mình cũng chưa mong ngờ các bạn có thể hiểu hơn được. Mình cũng chả biết là mình làm nhảm cái này giờ để làm gì. Nhưng nếu các bạn chỉ nghe cái câu gì của mình ấy và nghe theo lời khuyên của mình được thì đó là hãy chấp nhận, hãy dám chấp nhận, dám chấp nhận cái giá phải trả cho cái mục tiêu mà các bạn mong muốn có được, cái ước mơ nào cũng có giá của nó cả. Nếu thực sự nó là ước mơ thì nó xứng đáng để trả cái giá đó. Hãy dám trả, bởi vì chúng ta có thể trả được nó. Đừng để bất kỳ điều gì làm bạn nghi ngờ về khả năng bản thân của bạn cả. Bạn có thể trả được bất kỳ cái giá nào để đạt được ước mơ đó. Cái body đó của mình, cái body siết khô mỡ nhất của mình, mình muốn có nó từ 6, 7, 8 năm trước. Nhưng chính cái thằng ăn ngờ nghịch ngày trước, nó chưa biết được cái giá, thậm chí nó chưa chấp nhận được những cái giá đấy. Nó đều học được những bài học đáng cay để rồi bây giờ nó dám chấp nhận để nó trả những cái giá cần thiết để đạt được cái body siết khô kia. Mình có thể tự tin nói rằng với các bạn luôn là trong 1-2 tuần nữa thôi, coi như là xong sạch. Và thực ra bây giờ, tại vì sao mình có thể tự tin nói như vậy? Tại vì bây giờ nó đã gần đến rồi. Và thực ra mình chỉ còn 1-2 tuần nữa là tất cả những cái lớp mỡ cuối cùng nó sẽ được chút đi, bỏ đi. Chỉ chờ cái sự chấp nhận siết lâu hơn, chấp nhận ăn uống chuẩn chỉnh hơn, chấp nhận làm tất cả công việc hàng ngày tốt hơn, chấp nhận đi nói với mọi người rằng ta sẽ không ăn với mọi người trong năm nay nữa, chấp nhận ngủ như cứt. Nhưng mà nó tuyệt vời. Một chút xả nỗi lòng. Chứ bình thường là mình cũng sẽ chiêu chiêu hơn một chút. Ngày nghỉ mà ngày nghỉ là phải để tim nó giảm xuống thôi. Đừng hăng hăng quá thì nó mới là tốt nha anh em. Còn bây giờ 9:49, mình sẽ ngồi đây khoảng tầm 15-20 phút nữa đi. 9:10 đó. Thư giãn. Không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải cứ cố làm tất cả mọi thứ.
Đợt này mình không có biết được bất kỳ ai massage therapy ở Hà Nội để có thể massage therapy, nên là những ngày nghỉ như này sẽ có những lúc mà mình ngồi mình không làm nữa, mình nghỉ giải lao, thì mình sẽ dùng cái súng này mình bắn cái chân của mình các bạn ạ. Phê mà nãy giờ chả biết được là quay chưa, quay rồi, quay rồi, nó không dừng lại, không, nãy giờ nói nhiều này mà không quay được, buồn lắm. Nên anh em nào biết giới thiệu cho mình bạn massage therapy nào tốt về massage cơ ở Hà Nội nhá, mình rất trân trọng. 10:18, anh em trụ được 7 tiếng. Hiện tại này, bữa trưa này luôn luôn có, đây là 150g bức gà chưa nấu này, cơm vẹn 68g gạo, và mình phải chia ra đây một nửa này để tí nữa mình sẽ ăn với canh đó con nhá. Cái này mình sẽ ăn rất ít cơm này và cả thịt lợn nữa, đây là 50g thịt lợn này. Bữa ăn thứ hai ưa thích trong ngày, trong bữa thìa này ăn phải ăn rất là nhỏ để tận hưởng, ăn ít không được ăn nhiều khổ, sau này dùng thìa to sau. Bố sinh hoạt như bình thường đấy, có cái này con không quay theo kiểu ấy đâu mà. Bố mình anh em ạ, bố mình đang ở đây nhưng mà bố mình vẫn tắt tivi để mình quay này, tuyệt vời chưa. Moments later. Ê, những cái nhạc đấy thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Màu này nó đang hơi bị củ chuối một chút, đậm lên một chút cho anh. Đấy, những cái đoạn đấy cắt đi, nhìn xong cắt đi nhá. Cái phông chữ này nó hơi khó nhìn, cái phông chữ nó đỡ đó, kiểu cái này hiện ra nó kêu MVF Singapore đó. Bình thường nhá, là sau khi mà mình ngủ trưa, ăn cái bữa ức gà xong, mình sẽ ngủ trưa. Và hôm nào mình tập thì ngủ trưa dậy, nó sẽ là chuẩn bị cho phần tập và đi tập luôn. Còn hôm nay sau khi mà mình cũng ăn ức gà xong, đi ngủ và bây giờ tỉnh dậy đấy, vừa mới ngồi feedback lại để cho các bạn editor làm vlog cho anh em. Mình sẽ làm những công việc nào mà cần thiết, còn không thì sẽ có những thời gian mà mình muốn ngồi đọc sách, học. Lần này mình có đọc quyển này này, anh em nào đam mê về bodybuilding ấy, quyển này mình mua từ bên, đặt từ bên Anh về, Be Your Own Bodybuilding Coach. Đọc rất là hay, kể cả bản thân mình cũng có những kiến thức nhưng mà mình luôn luôn muốn thêm hay đọc thêm ấy. Và khi mà chúng ta đam mê bất kỳ một cái gì đó, chúng ta học không chỉ từ một nguồn, không chỉ từ sách giáo khoa, không chỉ từ những sách giáo trình các kiểu ấy, mà mình thấy đấy, các bạn có thể thấy là cả một ngày mình tiêu thụ bởi thể hình bodybuilding. Hôm nay mình cũng viết một bài mình yêu thể hình như thế nào, nên các bạn có thể thấy là kể cả từ khi mình cài đồ này, mình nghe podcast này, Step mình cũng nghe podcast về hành trình người ta trải qua này, làm content mình cũng ngồi xem video mình tập này, hay kể cả những cái thời gian đấy trước buổi tập mình luôn luôn xem cách người khác tập như thế nào. Và kể cả có những thời gian ok đọc sách, và đọc sách không chỉ là đơn thuần mình đọc sách những cuốn sách cao siêu, đây là cuốn sách cao siêu đi, sẽ có những cuốn sách đơn giản hơn mình cũng muốn đọc, tại vì nó sẽ liên quan đến rất nhiều tới cái vấn đề mindset. Và khi cả làm việc với học viện, khi mà cả cuộc sống của mình nó xoay quanh về thể hình, về ăn uống, về tập luyện, về dinh dưỡng, nó giúp cho mình tiếp xúc với tất cả những kiến thức, không chỉ là tiếp xúc mà còn được trải qua, trải nghiệm. Rồi khi mà dạy các bạn học viên cũng là trải qua những cái khó khăn của bạn trải qua ấy. Mình thấy thực sự nó rất là nhiệm màu khi mà chúng ta hiểu sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về tập luyện ăn uống dành cho body và về thể hình sâu hơn, xa hơn. Nên là anh em nào muốn nghiên cứu sâu thì đọc quyển này. Đến giờ, đến lượt mình đọc. Enjoy. 1:45 và bây giờ mình sẽ ăn cái bữa nhẹ này. Bữa nhẹ này có hình như 300 calo ấy, 40g whey cộng 100g hoa quả berry. Thực ra là cái bữa này mình thường tầm 3 giờ mình mới ăn cơm, nhưng mà hôm nay là mình sẽ có cuộc gọi với gần như là 6 bạn học viên liên tiếp back to back, nên mình không có thời gian ăn cái bữa giữa đấy, nên bây giờ mình sẽ ăn bữa này. Đó, công việc mà, nên cũng phải muốn là chia đều được và kiểm soát stress tốt, quyền sắc cơn đói tốt hơn, nhưng công việc vẫn là phải trên hết. 6 cuộc gọi đấy xong sẽ đi ăn bắp, về lại tiếp tục có thêm một cuộc gọi nữa. Cho anh em xem. Nhìn hơi hổ lốn nhưng mà ngon cực. Tại vì sao mình có bữa này? Bữa này thường nhá, ngày xưa là mình chỉ uống whey thôi, nhưng bây giờ khi mà từ khi mình làm cái whey paste ấy cộng với ăn hoa quả ấy, nó giúp cho mình có chất xơ,
nó lâu hơn mà cũng ngon nữa. Ăn với blueberry với raspberry rất là ngon, rất là hợp. Em thử nhé. Con chơi. Chào chú. À, đâu nào, chỉ cho chú xem nào. Đây là ai? Đây là ai? Mẹ. Mẹ rồi. Đây là ai? Ba. Ba. Đây là ai? Bắp. Bắp. Ừ, đây bắp. Bay chú nào. Bay bay chú nào. Bay 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 rồi. Chú. Ừ, trời ơi, được rồi. Ôi, rồi đón bắp về xong tắm rửa lên ăn quả cháo anh em ạ. Rồi, mình đun nến cái đã. Giờ đây mình rất thích được ngửi nến. Mỗi lúc chuyển giao sang một cái công việc gì đó, mình muốn sử dụng cái mùi nến đặc trưng cho những cái thời gian như vậy. Ví dụ như đấy, bây giờ đến thời gian nghỉ ngơi thì mình sẽ đốt cái nến mà thường mình hay ngửi vào những lúc mình nghỉ ngơi như này. Đấy, đói bắp về, tắm rửa, lên ăn bữa cuối cùng trong ngày, thường là bữa cháo gà. Thường cái bữa đấy mình phải ăn muộn hơn một chút, 5:30, 6 giờ mình mới ăn, gần 5:30 mình ăn. Bởi mình sẽ ngủ muộn hơn tầm 7:30, nhưng mà hôm nay là mình sẽ có cuộc gọi với mentor ở một cuộc meeting nữa lúc 5:30 nên đây anh em thấy hôm nay là tất cả cái giờ ăn mình mong muốn được chỉnh chu theo mong ước của mình nhé. Nó không hoàn hảo, không, nó không trọn vẹn được, nhưng mà chúng ta sẽ phải thay đổi. Và cũng giống như mình bảo ấy với mọi người sáng nay ấy, đấy là khi mà bản thân mình biết được một ngày nó thường bận rộn như vậy, mình luôn luôn đẩy hết tất cả những công việc liên quan đến cardio này, step này ngay lên từ đầu để hoàn thành đó. Và bây giờ 5:15 này cũng 10.000 năm rồi. Chụp lại cho anh em. Đó, 10.000 năm hoàn thành công việc ngày hôm nay. Và bây giờ ăn xong là xuống nghỉ ngơi, thư giãn một chút, bật chút nhạc nhẹ nhàng, bật nhạc không lời anh em ạ. Thường nghỉ ngơi là bật nhạc không lời. Mình sẽ tận hưởng một vụ án của Conan, thoát khỏi màn hình một chút. Mình đợt này mình đang đặt một mục tiêu là trong cái đợt prep này, mình đặt mục tiêu là mỗi ngày mình đọc một vụ án. Và thề là mình mua cái bộ Conan này từ năm 2022 rồi mà mình chưa bao giờ đọc nổi 2-3 quyển. Mãi đến đợt prep năm nay mà mình đặt ra cái mục tiêu là đọc một chap một ngày. Mục tiêu hẳn hoi đâu chỉ một chap một ngày. Nhưng thực ra nó khá là easy để khi mà mình đọc một chap một ngày mình không áp lực. Mình cảm thấy là ok, mình đọc mình vẫn thư giãn được. Và nhoằng phát thôi. Bây giờ đến tập 95 rồi mà hình như cái bộ Conan bây giờ nó mới ra lên 104. Nên đấy là một cách thư giãn của mình, thoát khỏi màn hình máy tính, thoát khỏi một chút. Bởi vì cả ngày hôm nay là nhìn hết màn hình máy tính rồi. Tí nữa ở meeting nữa. Và sau meeting đấy thì mình sẽ thường dành một chút thời gian ngồi viết lại journal ấy. Mình thường luôn luôn là viết lại xem là một ngày vừa qua mình gọi là mình làm những gì, rồi mình trân trọng cái điều gì, cái gì nó diễn ra theo ý mình tốt, cái gì không tốt, cái gì mình làm mình biết ơn trong cái ngày hôm nay, những giây phút nào mà mình trân trọng ấy. Chính những cái điều đấy nó giúp cho mình được sống lại một ngày, thay vì là mình cứ vội vã trôi qua mà mình luôn luôn quên đi. Nó cũng làm cho mình đấy bình tĩnh tịnh tâm hơn sau khi trải qua rất là nhiều công việc rồi chuyện thế này thế kia. Và nó cũng là một hành động rất là tốt để giúp cho mình có thư giãn. Và tí nữa mình sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn. 16 giờ mà đòi chìm vào giấc ngủ được. Nhưng mà mình nghĩ rằng chắc hôm nay là mình sẽ ngủ sớm hơn là 6:30, 7 giờ. Sáng nay dậy khá là sớm. Đấy, như anh em thấy 11:48. Không có gì để nói. Xin giới thiệu với anh em, đây là chỗ ngủ của mình. Và đây là phòng thờ. Bây giờ cũng là 6:30. Và giờ là mình sẽ chuẩn bị lên giường đi ngủ đây. Các bạn sẽ thấy rất là kỳ cục khi ngủ từ 6:30. Nhưng mà thực sự là đấy chính là cái giờ sinh hoạt của mình từ mấy tháng nay rồi. Bắp thì đang chơi ở dưới kia với mẹ. Như mình nói, những cái thiệt thòi lớn nhất của mình hiện tại đấy là mình không dành được nhiều thời gian với bắp. Một ngày nó chỉ có những cái thời gian đấy, buổi sáng một chút, xong rồi đưa con đi học, xong rồi đón con về,
về thì hôm nay thì mình bận công việc nên mình không chơi được với con nhiều, nhưng có những hôm mình có thể chơi, có thể tắm cho con, tận dụng tranh thủ mọi thời gian nhất. Còn những hôm nào mà kiểu bận bận rộn như thế này thì cũng sẽ phải chấp nhận đấy. Và mình cũng biết được là cái này nó chỉ diễn ra còn 25 ngày nữa thôi. Và sau 25 ngày nữa mình vẫn lại trở về cuộc sống như cũ, mình vẫn có thể cố gắng chơi được với con. Và như vậy mình có thể bù đắp cho con những cái tình yêu thương sau này. Còn bây giờ ấy, nó sẽ là tập trung vào cái mục tiêu mình cần có, chấp nhận mình trả cái giá những cái mình cần phải trả. Đó. Nên hy vọng anh em có được một cái video enjoy được cuộc sống của một người dậy từ chưa đầy nửa đêm và đi ngủ lúc tất cả mọi người mới bắt đầu chuỗi thời gian mọi người thích. Rất là nhàng quá. Nói chung là sống khác người. Nên mình sẽ gặp lại anh em ngày mai với buổi push day. Đợt này vlog ra rất là nhiều rồi, nên anh em thực sự hãy cho mình một like với những công sức mình document hành trình này lại, để mình đem lại nhiều content như này hơn cho anh em, giúp anh em có thể thấy được là hành trình đấy và giúp mọi người có thể thấy được cái niềm tin khi mà chúng ta đạt được một cái thể trạng khó có thể đạt được, nhưng chúng ta vẫn có niềm tin rằng chúng ta nếu dám chấp nhận trả những cái giá, dám chấp nhận để có thể đạt được những cái kết quả này chúng ta có thể mà, đúng không? Còn nếu anh em nào vẫn muốn tham gia coaching của mình, link đăng ký ở dưới description, nhanh tay đăng ký lên đấy, hôm nay gọi sấp mặt 6 bạn liền. Nên khi slot nó càng nhiều và các bạn tham gia càng đông thì cái giá chắc chắn là lên cao hơn rồi, nên tận dụng cơ hội của bạn để tham gia coaching ngay trong tháng này đi nhá. Không sang tháng thì thôi sấp mặt đấy. Bye bye anh em, bây giờ mình sẽ đi ngủ. À, có một tip cho anh em này, mình có sử dụng cái này này, sleep spray để xịt vào gối của mình. Đây, bẹp 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 đó, cái này nó sẽ giúp cho mình có thể ngủ ngon hơn một chút. Nên cái đấy trên Shopee có, cứ có sleep spray nó ra nhá. Good night anh em, và mình sẽ gặp lại anh em vào video tiếp theo. Bye bye.